Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn các em một đề thi giữa học kỳ 1 môn toán lớp 4 nhé. Trong xem bài giảng của thầy Liêm, nếu các em thấy quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp thầy Liêm để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng. Các em xem nhé. Giờ mình sẽ vào bài giảng hôm nay. Đây là một đề thi giữa học kỳ 1 môn toán lớp 4. Đây là đề tham khảo để giúp cho các em làm quen với các dạng toán của đề bài nhé. Giờ mình sẽ vào bài giảng hôm nay. Một là mã phần trắc nghiệm 2 điểm. Phân tròn và đáp án đặt trước câu trả lời đúng. Câu số 1, số 62478 đọc là như vậy. 62478 thì mình đọc là 62478 đúng không? Giờ mình kiểm tra đáp án nào đúng không? Đáp án A là 62478, như vậy là đáp án là A là đúng. Mình sẽ chọn đáp án A nhé. Câu hỏi trắc nghiệm 4, đáp án ABCD thường chỉ có một đáp án đúng, nên mình thấy đáp án A là đúng thì mình sẽ chọn liền mà mình không cần đọc cái đáp án còn lại, để mình sẽ tiết kiệm được thời gian để làm những bài còn lại nhé. Tiếp theo là câu số 2, trong các số 1364, 1423, 1943 và 1738, số nào là lớn nhất? Trong 4 số thì mình thấy số nào lớn nhất nè. Đây là các số đều có 4 chữ số. Như vậy mình sẽ so sánh lần lượt các chữ số từ hàng, từ trái qua phải. Hàng nghìn lại đều là số 1. Hàng trăm đây là số 3, số 4, số 9 và số 7. Như vậy mình thấy là số 9 lớn nhất, có nghĩa là 1943 sẽ là số lớn nhất, chính là đáp án C đúng không? Như vậy câu số 2 mình sẽ chọn đáp án C nha. Tiếp theo là câu số 3. Cho biểu khất A lớn bằng 5 nhân cho tổng M cộng N. Biết là M bằng 19 và N bằng 21, người ta kêu mình tính cái gì biểu khất A sẽ là. Như vậy mình khai khế vô khoa, M khế bằng 19, N bằng khế bằng 21. Giờ mình tính ra giá trị A đúng không? Giờ thầy sẽ làm nhép phía dưới đây nhé. Như vậy sẽ là 5 nhân cho M, lúc này là 10, mình khế vô 19 đúng không? N khế vô bằng 21. Giờ mình tính bình thường thôi. Giờ như là 5 dấu ngang viết lại. 19 cộng 21 bằng bao nhiêu này? 9 cộng 1 là 10, 0 với 1. 1 cộng 2 là 3, với 1 là 4, như là 40. 5 nhân 40 thì sẽ bằng bao nhiêu này? 5 nhân 4 là 20 đúng không? Thêm số 0 sẽ là 200. Như vậy kết quả cuối cùng câu số 3 sẽ là đáp án chính là 200. Như vậy 200 chính là đáp án A đúng không? Như vậy câu số 3 này mình sẽ chọn đáp án A nhé. Đúng không nè. Giờ tiếp theo câu số 4. Tổng có hai số bằng 56. Số lớn hơn số bé 12 đơn vị, số bé là bao nhiêu? Như vậy là ở đây người ta cho tổng và cho hiệu. Đây gọi là toán tổng hiệu đúng không? Như muốn tìm số bé thì mình lấy tổng trừ hiệu chia cho hai. Giờ thầy sẽ tính nhắc dưới đây cho các em xem nhé. Như vậy là số bé thì sẽ bằng tổng cộng hiệu chia 2, có 56 cộng cho 12. Số bé là trừ đúng không nè. Muốn tìm số bé thì mình lấy tổng trừ hiệu chia cho 2 nha. Như vậy 56 trừ 12 mình sẽ nhận chỗ này nha. 6 trừ 2 là 4. 5 trừ 1 là 4. Như vậy 44 chia 2 đúng không nè. 44 chia 2 thì sẽ bằng là 22. Như kết quả cuối cùng số bé sẽ là 22 nha. Như vậy 22 chính là đáp án B. Như vậy câu số 4 mình sẽ chọn đáp án B nha. Đúng không này? Giờ như vậy là mình xong câu phần trắc nghiệm, mình sẽ được 2 điểm nha. Tiếp theo là phần tự luận 8 điểm nha. Giờ bài số 1, 2 điểm tính. Câu A là thực nghiệm phép cộng và câu B thì mình thực nghiệm phép nha. Ở đây thầy sẽ tính nhẩm luôn nha. Còn các em nào tính nhẩm không được thì mình lấy giấy nhép ra mình tính và mình ghi kết quả vô tập. Vô cái bài làm của mình đúng không nè. Thầy sẽ tính nhẩm cho mình là 634.468 cộng cho 378.824. Dạ. Mình sẽ lấy hàng đơn vị cộng hàng đơn vị. 8 cộng 4 12 với 2 nhân 1 đúng không nè. Hàng chục cộng cực, 6 cộng 2 là 8, với 1 là 9, với số 9. Hàng trăm, 4 cộng 8, 12 với 2 với 1.
hàng nghìn 8 cộng 4 12 với 1 là 13 với 3 với 1 hàng chục nghìn 7 cộng 3 là 10 10 với 1 là 11 với 1 với 1 tiếp 6 cộng 3 là 9 với 1 là 10 và với số 10 như vậy kết quả là 1.013.292 đúng không nè. Giờ mình sẽ làm câu B luôn nha. 8.728 mình nhân cho 9. Giờ ở đây thầy sẽ tính nhầm luôn nha. Em nào tính nhầm không được mình lấy giấy nhét cho mình tính đúng không? Giờ mình lấy 9 nhân cho 8 bằng 72 với 2 với 7. 9 nhân cho 2 là 18. 18 với 7 là 25 với 5 với 2 đúng không nè. 9 nhân cho 7 là 63. 63 với 2 là 65. Với 5 với 6. 9 nhân 8 là 72. 72 với 6 là 78. Vì vậy kết quả là 78.552 đúng không nè. Giờ như vậy là mình xong bài số 1 nha. Bài số 1 của em là có kết quả giống như thầy. Để lại bình luận phía dưới video cho thầy qua bàn cùng xem. Mình sẽ qua tiếp bài số 2 luôn. Bài số 2 tính bằng hai cách nha. Hai cách có nghĩa là cách thứ nhất là mình sẽ tính trong ngoài. Giờ mình sẽ thực hiện tiếp nha. Cách thứ hai mình sẽ nhân phân phối vô. Đúng không này? Giờ thầy sẽ làm cổ nhà chứ. Cách 1 có nghĩa là mình tính bình thường thôi. 14 nhân cho 3 cộng 6. Giờ mình sẽ lấy 14 mình sẽ thực hiện chung ngoặc trước. 3 cộng 6 là 9 y là 14 nhân 9 đúng không? Mình sẽ tính nhẩm chỗ này luôn nha. 9 nhân 4 là 36 với 6 với 3. Và 9 nhân 1 là 9. 9 với 3 là 12 như vậy là 126 đúng không? Giờ cách 2 luôn nha. Giờ mình sẽ viết là cái đề chứ. Giờ bây giờ mình sẽ nhân phân phối vô. Mình sẽ lấy 14 nhân 3 cộng cho 14 nhân 6 nha. Giờ 14 nhân 3 thì bằng bao nhiêu nè. Giờ mình sẽ nhẩm chỗ này luôn. 3 nhân 4 12 với 2 nhân 1. 3 nhân 4 là 12 với 2 với 1. 3 nhân 1 là 3 với 1 là 4, 42 đúng không? Giờ 14 nhân 6 mình nhẩm luôn. 6 nhân 4 là 24 với 4 với 2. 6 nhân 1 là 6 với 2. Nữa là 8, 84 đúng không? Như 42 cộng 84 thì cũng bằng 126 thôi. Đúng không? Giờ câu B tương tự mình sẽ cũng làm bằng hai cách nha. Cách 1 chứ. 87 nhân cho 2 cộng 5. Giờ mình sẽ lấy 87 nhân cho 2 cộng 5 là 7 đúng không? Giờ 87 nhân 7 bằng bao nhiêu? Mình sẽ nhẩm chỗ này luôn nha. 7 nhân 7 là 49 với 9 với 4. 7 nhân 8 là 56 với 4 là 60. Giờ 609 nha. Đúng không nè, cách 2 luôn. Giờ 87 nhân cho 2 cộng 5. Giờ nhân phân phối chứ. 87 nhân 2 cộng 87 nhân cho 5. Giờ 87 nhân 2 bằng bao nhiêu? Mình sẽ nhận 2 nhân 7 là 14 với 4 với 1 đúng không? 2 nhân 8 16 với 1 là 17, 174. 87 nhân 5. 5 nhân 7 35 với 5 với 3. 5 nhân 8 40, 43. Giờ như vậy là cộng vô thì chắc chắn sẽ bằng 600. 609 đúng không nào? Làm bằng hai cách thì kết quả cũng phải như nhau nha. Cách 1. Giờ câu C 43 nhân cho 5 cộng 1.
giờ như vậy bằng 43 nhân cho 6. Giờ mình nhập chỗ này là 6 nhân 3 là 18, viết 8 nhân 1. 6 nhân 4 là 24, nhân 1 là 25, vì 258. Cách 2 luôn nha. Giờ như bằng 43 nhân 5 cộng cho 43 nhân 1 giờ 43 nhân 5 bằng bao nhiêu thì mình nhận luôn nhé. 5 nhân 3 là 15, viết 5 với 1 đúng không? 5 nhân 4 là 20, với 1 là 21, như 215 cộng 43 chắc chắn sẽ bằng 258 đúng không? Giờ như vậy là mình xong bài số 2 nha. Bài số 2 có em nào có kết quả giống như thầy để lại bình luận phía dưới video cho thầy qua bạn cùng xem nha. Mình sẽ qua bài số 3 luôn. Bài số 3 điền số kết hợp và chỗ chấm nha. Như vậy ở đây thầy sẽ làm trực tiếp vô đây luôn nha. Giờ như vậy là 8 yến đổi qua kg. Mình nhớ là tấn tạ yến. Giờ tới kg, như vậy 1 yến sẽ bằng 10 kg. 8 yến thì mình sẽ 8 x 10 là 80 kg đúng không nè. Tiếp theo câu B, đổi từ kg qua tạ. Mình nhớ là đổi từ kg qua tạ thì chia cho 100. 200 chia 100 là con số 2. Vậy có nghĩa là 2 tạ nha. Tiếp theo là câu C. Tạ đổi qua yến, 1 tạ bằng 10 yến, như vậy 5 tạ thì mình sẽ lấy 5 x 10 là 50 yến. Tiếp theo câu D là tấn đổi qua kg. Mình nhớ là 1 tấn thì bằng 1.000 kg, vì 8 tấn thì mình sẽ lấy 8 nhân cho 1.000 sẽ là 8.000 nha. 8.000 kg. Giờ tiếp theo là 2 tấn 56 kg. Như vậy là tấn đổi qua kg nhân cho 1.000, như 2 nhân cho 1.000 là 2.000 cộng thêm 56 cũng như là 2.056 kg nhé. Giờ tiếp theo là tấn 4 tấn 13 yến đổi qua kg. Giờ như vậy là tấn là 1.000, như vậy là 4 nhân cho 1.000 là 4.000 yến đổi qua kg nhân cho 10, 13 nhân cho 10 là 130, như vậy có nghĩa là 4.130 kg nhé. Đúng rồi. Giờ như vậy là mình xong bài số 3 nha. Bài số 3 các em là có kết quả giống như thầy, để lại bình luận phía dưới video cho thầy và bạn cùng xem nha. Mình sẽ qua tiếp bài số 4 luôn. Giờ bài số 4, một hình chữ nhật có nửa chu vi bằng 32 cm, hiệu giữa chiều dài chiều rộng là 18 cm. Câu A người ta kêu mình tính chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật. Còn câu B thì người ta kêu mình tính chu vi về diện tích hình chữ nhật. Như vậy là mình sẽ có là nửa chu vi, có nghĩa tổng đúng không? Tổng chiều dài chiều rộng là 32, hiệu chiều dài và chiều rộng là 18. Đây là bài toán tổng hiệu. Mình sẽ tìm chiều dài. Chiều dài có nghĩa là chiều dài sẽ là số lớn đúng không? Rồi sau đó mình tìm chiều rộng và tính chu vi và diện tích ha. Giờ thầy sẽ làm câu A trước nhé. Rồi như vậy là mình sẽ tính chiều dài của hình chữ nhật là. Giờ như vậy mình sẽ lấy chiều dài đây là số lớn, mình lấy tổng cộng hiệu chữ 2 nhé. 32 cộng cho 18 giờ tất cả chia cho 2. Như vậy 32 cộng 18 là bằng 50 đúng không? 2 cộng 8 là 10. 3 cộng 4 là 3 cộng 1 là 4, thì 1 là 5. 50 chia 2 bằng 25. Như vậy có nghĩa là chiều dài sẽ là 25 cm. Giờ mình sẽ tính chiều rộng luôn.
Giờ mình sẽ lấy 25 trừ đi. Trừ đi 18 nữa. 25 trừ 18 bằng 7 nha. Như vậy là chiều rộng sẽ là 7 cm. Đúng rồi. Giờ có chiều dài chiều rộng mình sẽ tính chu vi của hình chữ nhật nha. Chu vi thì bằng chiều dài cộng chiều rộng nhân cho 2, hoặc là mình lấy nửa chu vi nhân cho 2 cũng được, đúng không? Nửa chu vi là 32 nè, nhân cho 2 thì bằng 64. 64 cm. Giờ sau đó tính diện tích hình chữ nhật. Diện tích thì mình lấy chiều dài nhân chiều rộng, đúng không? Chiều dài là 25, chiều rộng là 7. 25 nhân 7, mình sẽ nhẩm chỗ này luôn nhé. 7 nhân 5 là 35, chứ 5 với 3. 7 nhân 2 là 14 với 3 là 17, đúng không? Như vậy là 175 cm vuông nhé, diện tích là cm vuông. Giờ đáp số. Như vậy đáp số câu A chính là 25 cm và 7 cm, đúng không? Còn đáp số câu B sẽ là 64 cm và 175 cm vuông nha. Giờ như vậy mình xong bài giờ như vậy mình xong bài số 4 nha. Bài số 4 của em là có kết quả giống như vậy. Để lại bình luận phía dưới video cho hay hoặc các bạn mình xem nha. Như vậy mình xong bài giảng hôm nay nha. Nếu các em khai khi giảng dễ hiểu, bấm nút thích, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh Thầy Liêm, bấm nút đăng ký, bấm chuông để xem những bài giảng mới nhất của Thầy Liêm. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nha.